Vĩnh Phúc thêm 14 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đến chiều ngày 8 tháng 5, Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến các ca bệnh đã công bố trước đó trên địa bàn. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến chiều nay có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 trường hợp đã có kết quả khẳng định, đẩy lên hệ thống quốc gia với mã bệnh 3.193, 3.194, 3.198. Hiện cả 3 trường hợp này, Bộ Y tế chưa công bố. Được biết, cả 3 trường hợp này tiếp xúc trực tiếp với chuyên gia người Trung Quốc cách ly ở Yên Bái, sau đó dương tính với SARS-CoV-2 khi trở về nước vào ngày 30 tháng 4 vừa qua. 11 ca này hầu hết là F1 của các trường hợp được phát hiện dương tính trước đó, trong đó có một người từng tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19, một lái xe cho các ca bệnh liên quan tới ổ dịch tại quán Ba Sunny, một nhân viên tại khách sạn Westlake. Trước đó, Bộ Y tế đã công bố 26 ca COVID-19 tại tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó có 10 ca liên quan đến quán Sunny, 15 ca liên quan đến trung tâm Hoa Sen, 1 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, ngay sau khi có kết quả xét nghiệm nghi ngờ của 11 trường hợp này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo ngay với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan. 11 trường hợp nghi ngờ này đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc theo dõi điều trị cách ly. Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của các trường hợp này cũng được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để khẳng định lại. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, các huyện, thành phố thực hiện điều tra, truy vết và lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc và hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các đơn vị y tế tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó yêu cầu lập 7 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố này. Cụ thể, các chốt trực này nằm trên các tuyến đường trục chính kết nối với thành phố Hải Phòng, bao gồm trên đường 5A, quốc lộ 10, cao tốc Hà Nội Hải Phòng, quốc lộ 17B và quốc lộ 37. Ngoài các chốt của thành phố, Ủy ban nhân dân các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng thành lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh tại các đường mòn lối mở, bến đò bến phà tiếp giáp với các tỉnh Hải Dương và Thái Bình. Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm thông qua hệ thống giám sát hành trình đối với các phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa tổ chức kiểm tra tại khu vực bến xe Giáp Bát và một số tuyến đường lân cận. Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 6 xe khách liên tỉnh tuyến cố định, 3 taxi, 1 xe kết nối phần mềm công nghệ và 2 xe vận tải hàng hóa. Qua kiểm tra, các phương tiện đều lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đúng quy chuẩn, có thực hiện truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định. Tuy nhiên, một số phương tiện không trang bị đầu đọc thẻ để nhận dạng lái xe. Đại diện Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết đợt cao điểm kiểm tra này sẽ được Thanh tra Sở thực hiện liên tục và kéo dài từ nay đến hết năm 2021 trên toàn thành phố nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Tình trạng taxi dừng đỗ gây ùn tắc và lộn xộn trước cổng bệnh viện gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội là không mới. Vấn đề là việc này tồn tại từ lâu nhưng vẫn không được giải quyết triệt để, dù các lực lượng chức năng có ra quân xử lý vi phạm nhưng ít hôm thì đâu lại vào đó. Nhiều giải pháp cũng đã được triển khai nhưng tới nay câu chuyện vẫn chưa có chuyển biến. Phải chăng việc nhân luật của các tài xế hay các doanh nghiệp dẫn đến tình trạng ném đá ao bèo trong xử lý vi phạm? Cổng bệnh viện Việt Đức hay bệnh viện C thành phố Hà Nội, hàng chục xe taxi dừng đỗ hàng 2, hàng 3 hoặc đi chậm để tìm khách, khiến cả nhiều tuyến đường bị ùn tắc cục bộ. Các bệnh viện đã nhờ sự hỗ trợ từ công an sở tại nhưng xem ra vẫn chưa đủ. Lực lượng chức năng lúc có mặt, lúc thì không. Nên bất kể giờ nào, giao thông khu vực này vẫn luôn lộn xộn. Trên tuyến phố là không có biển cấm dừng, mà một số đơn vị taxi cũng như là các xe cá nhân là người ta ngồi trên xe. Khi anh em nhắc nhở thì một số người dân người ta có ý thức chấp hành thì người ta di chuyển xe. Còn một số mà lái xe taxi, đa số là lái xe taxi là dừng để đón khách ở trong của bệnh viện ra, người nhà bệnh nhân hoặc là bệnh nhân ra. Nếu như mà cắm cái biển cấm dừng thì anh em sẽ, cảnh sát trật tự của phường hoặc cũng như đội là sẽ xử phạt được. Cái thứ hai nữa là cũng là kiến nghị về cái việc lắp camera trước các cổng bệnh viện để làm sao mình quay ghi hình được các cái trường hợp taxi cũng như các lái xe khác vi phạm để xử lý thì có cái sức răn đe hơn. Đây cũng là thực trạng tại một số bệnh viện lớn khác. Nhu cầu sử dụng taxi tại các bệnh viện là khá lớn, song
Có lẽ để đảm bảo an ninh trật tự, phải chăng là một điều không thể làm? Bởi trong suốt thời gian qua, VTC14 đã liên tục phản ánh về thực trạng này. Và trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nếu không xử lý triệt để và cương quyết, sẽ dẫn đến thái độ nhờn luật của không ít các doanh nghiệp vận tải thì sẽ rất khó lường. Cái lưu lượng, mật độ phương tiện tham gia giao thông quá đông và cái tình trạng dừng đỗ sai quy định là có thể nói vẫn xảy ra. Trong thời gian tới, đội cảnh sát giao thông số 3 sẽ đẩy mạnh cái công tác tuần tra kiểm soát và công tác điều tra cơ bản, bám nắm tình hình để không phát sinh những cái điểm dừng đỗ gây ùn tắc. Ngoài công tác quản lý an toàn giao thông ấy, ngoài những cái công việc mà thường lệ chúng ta đang làm thì chúng ta phải tập trung vào hai vấn đề đột phá. Vấn đề thứ nhất là vấn đề giải quyết vấn đề con người. Vấn đề con người chúng ta bây giờ vẫn đang lung túng. Con người lái xe, con người làm công tác vận tải, con người làm công tác pháp luật, chúng ta giải quyết chưa ổn. Vấn đề thứ hai là ứng dụng kỹ thuật số vào công tác quản lý an toàn giao thông. Chúng ta không làm được. Cũng theo ông Tạo, lực lượng chức năng cũng có nơi xử phạt, nhưng chưa thường xuyên, còn buông lỏng để xe vi phạm nhởn nhơ, tức còn dấu hiệu tiêu cực. Nhưng cũng có nơi phạt mãi không xuể bởi tính chất nhờn luật của một số bộ phận lái xe. Tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta cứ dùng cái lực lượng cảnh sát giao thông, cái lượng chức năng về thanh tra giao thông với dùng sức con người như bây giờ thì chúng ta không kiểm soát được. Không có thể nào kiểm soát được triệt để. Ở cái lý do thứ nhất là cái lực lượng chúng ta không đủ khả năng để đáp ứng với những cái vi phạm. Vấn đề thứ hai là trong điều kiện kinh tế và nhận thức con người Việt Nam mình thì khi đó là vấn đề tiêu cực đang là sức ép. Bởi vì người ta vi phạm nhưng người ta này tiêu cực, vậy thì là giải quyết thế nào? Bao vây xung quanh cổng viện là xe ôm, taxi vẫn dừng đỗ bừa bãi. Lòng đường đã chật hẹp lại càng chật hẹp hơn và ùn ứ giao thông là câu chuyện thường ngày. Mất trật tự an toàn giao thông thì rõ ràng, nhưng nếu tình trạng này vẫn chưa chấm dứt, dẫn đến hệ lụy cứu chữa bệnh nhân không kịp thời thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Thưa quý vị, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước đã vượt ngưỡng 56 triệu đồng một lượng, mức cao nhất trong vòng 9 tháng qua. Cùng với đó, giá vàng thế giới cũng tăng mạnh trở lại. Theo đó, niêm yết vàng miếng SJC giao động ở mức 55,6 đến 55,95 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này tăng 170.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 380.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch vào hôm qua. Sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới ở mức 1.831 đô la Mỹ một ounce. Mức giá này tăng 18 đô la Mỹ một ounce so với cuối phiên giao dịch hôm qua.